đang làm gì với mấy cái lá phong vậy? À, hôm qua dì của anh ở Nhật về cho nên mang quà cho anh đó. Anh muốn giữ cho nó thật là lâu cho nên là ép nó vô cúng kinh thánh này nè. À, ra là vậy. Mà em có chuyện này muốn kể cho anh nghe nè. Kể đi, anh đang nghe nè. Bạn Linh á, trên lớp em á, bạn ấy nói là Chúa không có ở trên đất với chúng ta mà Ngài chỉ ở trên trời thôi. Em cãi hoài mà không có lại luôn á. Nhưng mà còn em thì sao? Em có tin rằng Chúa đang ở với em không? Dạ em tin chứ. Nhưng khi nghe Linh nói em cũng hơi hơi... Hơi hơi vậy. À, anh nhớ ra câu chuyện có liên quan tới những chiếc lá nè. Có lẽ nó sẽ giúp em hiểu rõ hơn về Chúa của chúng ta đó nha. Dạ, anh đâm đóm kể đi. Câu chuyện Chúa không rời xa. Mai nhìn cần gạt nước, kính chắn gió, cuốn đi những hạt mưa. Khi Mai đang gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, bầu trời mùa thu trở nên xám xịt. Khi gia đình Mai đang lái xe về nhà từ đám tang bà ngoại, Mai thắc mắc: vì sao Chúa lại mang ngoại đi vậy mẹ? Mẹ quay đầu lại, còn bố nhìn Mai qua gương chiếu hậu với đôi mắt buồn. Mẹ trả lời: ung thư đã giết chết rất nhiều người, Mai à. Bà ngoại đã yêu Chúa Giêsu, bà đã có một cuộc sống lâu dài và tươi đẹp. Nhưng vì sao Chúa lại không chữa lành cho ngoại? Ngài ở đâu chứ? Mẹ không biết vì sao Chúa lại không chữa lành cho bà, nhưng mẹ tin chắc bà đang ở thiên đàng. Mẹ cũng biết Chúa đang ở ngay đây với chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết về Chúa thì ở gần với những trái tim tan vỡ, và Ngài không bao giờ rời xa chúng ta. Mai ngồi xuống ghế của mình, mẹ vỗ nhẹ vào đầu gối của Mai. Mẹ sẽ chỉ cho con một vài điều mà bà ngoại đã dạy mẹ khi chúng ta về tới nhà nhé. Bố lái xe vào lối vô nhà, mẹ hôn lên má của bố. Sao anh không làm 3 ly sô-cô-la nóng trong khi Mai và em đi dạo một vòng ở sân sau nhỉ? Mai đi theo mẹ và thấy mẹ nhặt một tay đầy những chiếc lá màu sắc. Khi mẹ bằng tuổi của con, bà ngoại đã dạy mẹ tại sao những chiếc lá lại chuyển màu vào mùa thu. Những chiếc lá màu xanh bởi vì chất màu xanh đặc biệt bên trong, nó gọi là chất diệp lục. Chất diệp lục hấp thụ năng lượng mặt trời và chuyển hóa thành thức ăn cho cây. Ban ngày thường ngắn hơn vào mùa thu nên không đủ ánh nắng mặt trời để cho cây tạo ra thức ăn. Do đó, chất diệp lục được kéo vào bên trong cây. Khi màu xanh của chất diệp lục bị mất đi, thì màu cam xinh đẹp và màu vàng dần xuất hiện. Vậy, màu cam và màu vàng cũng ở cùng trong đó, mẹ chỉ không thể nhìn thấy chúng bởi vì những màu xanh, phải không mẹ? Con đã hiểu rồi đó. Bà ngoại nói rằng giống như màu cam và màu vàng, Chúa Giêsu ở với chúng ta ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy Ngài. Bà đã giúp mẹ ép những chiếc lá vàng và cam vào những trang kinh thánh để nhắc nhở mẹ rằng Chúa không bao giờ lìa xa chúng ta. Mẹ đặt vào tay Mai những chiếc lá mà mình đang giữ. Mẹ nghĩ là chúng ta nên làm giống như vậy với những chiếc lá này. Mai nhìn xuống những chiếc lá trong tay mình. Dạ, được ạ. Mai trả lời. Nhưng sau khi chúng ta uống sô-cô-la nóng ha mẹ? À, vậy là tuy chúng ta không thể nhìn thấy Chúa, nhưng mà Ngài vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, giống như màu cam và màu vàng trong chiếc lá, đúng không anh Đom Đóm? Đúng rồi đó giọt sư. Chúng ta không nhìn thấy Chúa, nhưng mà Ngài vẫn luôn nhìn thấy chúng ta. Ngài biết khi em buồn, Ngài vẫn ở đó khi em vui. Ngài ở cùng em khi em đi học nè, và Ngài cũng ở cạnh em khi em ngủ nữa đó. Ngài chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta hết. Chỉ có chúng ta là hay để Ngài một mình mà thôi. Nếu như mà Ngài ở cạnh em như vậy á, thì em có thể nói chuyện với Ngài bất cứ lúc nào rồi. Tất nhiên rồi. Ngài rất là vui khi em nói chuyện với Ngài. Và anh cũng có câu kinh thánh rất là hay tặng cho Giọt Sương và các em nè. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Thi Thiên 34 câu 1. Cảm ơn anh Đom Đóm nhiều lắm. Vậy mình cầu nguyện cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở với mình nha anh Đom Đóm. Ý kiến hay đó Giọt Sương.
Bây giờ mời các bạn nhỏ cùng nhắm mắt lại và cầu nguyện với anh Năm Đóm và chị Giọt Sương nha. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã lựa chọn chúng con, cho chúng con được làm con của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc và yêu thương chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài cũng chẳng bao giờ từ bỏ chúng con hết. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết dành thời giờ để trò chuyện với Ngài. Chúa ơi, chúng con chuẩn bị đi ngủ. Xin Chúa ban cho chúng con một giấc ngủ thật là ngon. Cảm ơn Ngài. Amen. Các bạn ơi, đã đến giờ leo lên giường rồi nè. Chúc cho các bạn ngủ thật là ngon nha. Chị Giọt Sương và anh Đom Đóm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Sao sáng diệu kỳ, tình Chúa cho con.